bến biên lệ đẫm vai rồi buồn thương nhớ. Anh hỡi đời mình mộng này đã tan, tình ta xa xa. Rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chung mình. Lâu mắt điên gần hết đều rồi buồn thêm nữa. Xin chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang thưởng thức chất âm của Dora B và O băng Aurogen, model là 6611, được sản xuất tại Đan Mạch quý vị. Đây là dòng loa high end của hãng, thì với cái độ hoàn thiện cực kỳ cao và chất lượng như quý vị. Những dòng high end thì không phải nghĩ rồi. Thì loa này thì toàn thân xung quanh là được bọc inox nha quý vị, trừ cái mặt trước ra, đó, inox toàn bộ, ngay cả phần trần ở phía dưới. Nó sẽ có hai đời, một đời là nó có công suất bên trong, một đời không có công suất. Thì cái đời này là không công suất nha, chúng ta có thể ghép amply tùy ý, tùy vào cái sở thích nghe của chúng ta. Chúng ta có thể ghép với những dòng tiếng nhiều hay là những dòng bass nhiều, chúng ta tùy vào sở thích của chúng ta. Thì em đang ghép với cùng với con Wackfedan 2050A. Thì con amply được sản xuất tại Anh Quốc. Dòng Wackfedan thì quá nổi tiếng rồi, em cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Đó. Thì đây quý vị. Thì bây giờ đây, Wackfedan Make in England. Đó. Thì công suất của em đó là 250W nha quý vị. Điện là 240V, chúng ta cắm 220 dùng bình thường nha. Đó. Rồi, em cũng đang ghép cùng với một cái đôi dây loa của Anh Quốc luôn nha. Đôi này thì có model là thắt 4 nha quý vị. Đó. Thắt 4 Made in England. Đó, đây là dòng dây cũng là dòng dây xưa, dòng dây cổ của anh. Đó. Thì con amply này thì hôm nay sẽ có cái mức giá là rất là tốt quý vị. Giá con này là 7,5 triệu nha. 7,5 triệu cho con Wackfedan 2050A này. Rồi. Và giá của co đô la băng Aurogen này là 19,500 nha quý vị. 19,500 để sở hữu đô la BZO đôi chân dài của Đan Mạch này. Đôi này thì em đã quay nhiều và em test rất nhiều rồi quý vị, rất nhiều những con amply rồi. Hầu như là rất là dễ đánh nha. Đánh dòng BO thì quý vị không phải nghĩ rồi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Quý vị mọi nhu cầu xin liên hệ với số điện thoại của em. Thì nếu mà không liên hệ được quý vị cứ để lại tin nhắn, em sẽ gọi lại. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.